Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh tế 24 giờ trên kênh truyền hình VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nền sản xuất và công nghiệp của Việt Nam còn kém trong khu vực. Đường dây nóng nhận phản ánh bôi trơn, cấp sổ đỏ 043 7957 889. Nỗi lo mang tên điện. Lần đầu tiên một người Mỹ gốc Phi xuất hiện trên tờ tiền đô la Mỹ. Thưa quý vị, vấn đề sản xuất và công nghiệp ở Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều thách thức và đang kém nhiều so với sự phát triển công nghiệp của các nước trong khu vực. Đây là nhận định được các diễn giả đưa ra tại Diễn đàn Sản xuất và Công nghiệp Việt Nam 2016 do Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Có 36% doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất định hướng xuất khẩu. Tỷ lệ này khá thấp so với con số gần 60% ở Malaysia và Thái Lan. Cả nước hiện cũng chỉ có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này cho thấy nền sản xuất của Việt Nam đang kém nhiều so với các nước trong khu vực. Theo nhận định của các chuyên gia nước ngoài, sở dĩ nền sản xuất và công nghiệp của Việt Nam chưa phát triển là do thiếu tính định hướng và chiến lược. Trong đó, phải kể đến chất lượng của nguồn lực trong sản xuất và nhất thiết phải có một tổ chức liên kết các vấn đề trong sản xuất. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần phải phát triển công nghiệp theo hướng sản xuất hàng loạt, mang tính chất tận dụng lợi thế cạnh tranh và cần những mô hình xúc tiến thương mại đầu tư mới. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa có báo cáo tình hình thị trường bất động sản tính đến hết tháng 3 năm nay, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng của thị trường mạnh nhất tính từ năm 2012 đến nay. Trong khi ngành xây dựng có tốc độ tăng trưởng đạt gần 10%, cao nhất từ năm 2010 đến nay, thì hoạt động bất động sản cũng có kết quả ấn tượng không kém về thanh khoản, với con số tăng 3,43%, cao nhất trong 4 năm tính từ năm 2012, với mức tăng chỉ 0,75%. Riêng đối với hoạt động trong tháng 3 vừa qua, lượng giao dịch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có sự tăng trưởng khá tốt, xấp xỉ 5% so với tháng trước đó. Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản trong 3 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng ổn định. Chính vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều kỳ vọng vào một kết quả kinh doanh và doanh thu sẽ tăng mạnh trong năm nay, trong đó có đến 83% cho rằng sẽ tăng mạnh so với năm 2015. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, Bộ Tài nguyên Môi trường công bố số điện thoại đường dây nóng 043 7957 889 tiếp nhận thông tin trong giờ làm việc về các vi phạm đất đai, tình trạng nhũng nhiễu, bôi trơn trong thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ. Người dân doanh nghiệp cũng có thể phản ánh chuyển thông tin qua địa chỉ email cục.ksqlsdd@gmail.com. Ngoài ra, người dân doanh nghiệp cũng có thể gửi đơn thư trực tiếp tại Tổng cục Quản lý Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nhằm tri ân quý khách hàng đã luôn tin dùng sản phẩm dịch vụ, từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV triển khai chương trình khuyến mãi tổng thể nhân kỷ niệm 59 năm thành lập với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Theo đó, trong thời gian triển khai chương trình, khách hàng có cơ hội tận hưởng ưu đãi hấp dẫn đến từ các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân như gửi tiết kiệm, cho vay, chuyển tiền kiều hối, thẻ, ngân hàng điện tử, khách hàng quan trọng. Cụ thể, đối với khách hàng gửi tiền, BIDV dành tặng hơn 590.000 giải thưởng với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Thêm vào đó là các ưu đãi lớn về lãi suất, về quà tặng cho các khách hàng khi vay vốn tại BIDV. Khách hàng nhận tiền kiều hối Việt Nam Đài Loan qua kênh BIDV CUB cũng sẽ nhận được 50.000 đồng trên một giao dịch trong thời gian này. Ngoài ra, khi khách hàng đến giao dịch vào hai ngày vàng tri ân 25 và 26 tháng 4 năm 2016 sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng có giá trị từ chương trình. Dự báo hóa đơn tiền điện sẽ tăng mạnh khi mới chớm hè, hay thông tin sẽ tính giá điện theo mùa và theo vùng miền. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến người dân về dự thảo quỹ bình ổn giá điện là những vấn đề đang được người dân đặc biệt quan tâm. Câu hỏi đặt ra là người dân đã thực sự được hưởng lợi từ chính sách về điện hay là chưa? Dù là ban ngày, nhưng bà Nguyễn Thị Bình vẫn phải bật đèn vì nhà tập thể thiếu ánh sáng. Như nhà cô này rất chật, diện tích rất là hẹp, cho nên là nhà nó tối, cho nên là tôi mặc dù là rất là hạn chế dùng điện, nhưng mà vì nó như thế nên là bóng điện vẫn phải để cả ngày. Chênh lệch rất nhiều, nhất là mùa hè. Mùa hè nhà tôi sinh hoạt thì các cháu nó cũng về đông ấy.
thì tiền điện đôi khi nó lên đến 1,5 triệu, 2 triệu. Hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình dự kiến sẽ còn tăng cao trong tháng 4 này và tháng 5, 6 tiếp theo nếu ý thức tiết kiệm của người dân chưa được cải thiện. Mặc dù vậy, người dân đang lo lắng chi phí cho tiền điện của họ sẽ tăng cao hơn khi đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia vừa được Chính phủ phê duyệt. Để đảm bảo lợi ích cho người dân, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng cách tính giá điện theo mùa mới thực sự có lợi. Rồi thì theo tôi cái đưa ra cái chủ trương hoặc là cái cơ chế để tính toán tính giá điện theo mùa là tôi cho là hợp lý. Nếu như là cái mùa thu, mùa đông hoặc là mùa mưa đấy, mưa nhiều đấy thì dân được hưởng cái giá là thấp. Cái giá đấy thì có những cái mùa đấy nó mùa chiếm gần như là 2/3 thời lượng trong một năm rồi. Thì mùa hạn đó thì giá cao hơn. Thì mùa hạn giá cao hơn thì có nghĩa là người dân vẫn được tiết kiệm. Cái hỗ trợ giá mà Chính phủ đã quy định, Bộ Công Thương đã quy định ấy, cho người nghèo thì vẫn được giữ như cũ. Thế còn cái mùa này là mùa cần đòi hỏi cái ý thức của người dân, của doanh nghiệp. Thực sự có lợi cho dân nhất hay không, khó có thể khẳng định ở thời điểm này, khi mà ngành điện luôn đưa ra rất nhiều yếu tố bất lợi tác động tới giá điện mỗi lần điều chỉnh giá. Và cũng chính là nhằm giảm tác động bất lợi của các yếu tố thị trường tới giá điện. Cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương đang lấy ý kiến người dân về việc thành lập quỹ bình ổn giá điện tương tự cách làm với giá xăng dầu hiện nay. Tuy nhiên, câu chuyện về tính hiệu quả của quỹ bình ổn giá xăng dầu vốn là đề tài gây tranh cãi lớn trong nhiều năm qua. Do đó, dự thảo lập quỹ bình ổn giá điện đã tạo ra nhiều băn khoăn trong dư luận. Chúng ta đã có một cái quỹ bình ổn giá đối với xăng dầu và có thể nói là cái thực tế về cái hiệu quả của quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể nói là khá là hạn chế, chưa kể liên quan tới cái vấn đề về công khai minh bạch trong cái quản lý cũng như là sử dụng cái quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đối với mặt hàng điện thì có thể nói là cái tính chất nó cũng tương đối khác so với mặt hàng xăng dầu. Do đó thì cá nhân tôi cho rằng căn cứ vào cái tính chất của mặt hàng điện cũng như là cái cách tổ chức thị trường điện hiện nay, kể cả về mặt cung cũng như là mặt cầu và liên quan tới cái vấn đề tính chi phí để mà từ đó hình thành những cái giá điện cũng như là các cái phương án để mà điều chỉnh giá điện, thì cái việc là hình thành lên cái quỹ bình ổn giá xăng dầu, cái việc hình thành lên quỹ bình ổn giá điện và nó sẽ tiếp tục những cái nhược điểm của cái quỹ bình ổn giá xăng dầu mà cho đến nay chúng ta chưa khắc phục được. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh về bản chất, chính người dân phải góp tiền vào quỹ bình ổn vì quỹ trích từ giá thành bán điện. Việc hình thành quỹ về cơ bản chỉ có ý nghĩa giảm lỗ cho EVN, trong khi lỗ thì đã có quỹ gánh và làm như vậy, vô hình chung đã làm tăng thêm gánh nặng cho người dân. Chuyển sang các thông tin kinh tế quốc tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew mới đây thông báo trong 4 năm tới, Mỹ sẽ lần lượt thay đổi thiết kế đối với các tờ tiền mệnh giá 5, 10 và 20 đô la Mỹ và tờ 20 đô la Mỹ sẽ là tờ bạc tiên phong để chính thức đưa vào lưu hành vào năm 2020. Theo đó, thì Harriet Tubman, nhà hoạt động nhân quyền chống lại chế độ nô lệ, đã trở thành gương mặt mới của tờ tiền mệnh giá 20 đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên một nhân vật người Mỹ gốc Phi xuất hiện trên một tờ bạc của Mỹ. Theo ông Lưu, quyết định lựa chọn bà Harriet Tubman xuất phát từ sự ủng hộ mạnh mẽ của hàng nghìn người Mỹ ở mọi lứa tuổi dành cho nhân vật lịch sử này. Một cuộc khảo sát trước đó cho thấy có hơn 600.000 người ủng hộ việc đưa nữ anh hùng đã thoát khỏi ách nô lệ năm 1849 và giúp giải cứu hàng nghìn nô lệ khác hồi thế kỷ thứ 19 trở thành một trong những gương mặt danh nhân xuất hiện trên đồng bạc xanh của nước Mỹ. Theo kế hoạch ban đầu, tờ 10 đô la Mỹ sẽ là tờ bạc đầu tiên thay đổi thiết kế để đưa vào lưu hành trong năm 2020 và sẽ in hình Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ Alexander Hamilton cùng một nhân vật nữ. Trong khi đó, tờ 20 đô la Mỹ, một trong những tờ tiền phổ biến nhất thế giới, sẽ đợi một thập kỷ nữa. Tuy nhiên, nhóm Women on 20s đã vận động để đưa tờ 20 đô lên đầu danh sách với sự xuất hiện của một nhân vật nữ để kỷ niệm 100 năm ngày nữ giới Mỹ được trao quyền bầu cử. Sau khi nhiều viện nghiên cứu giảm dự báo tăng trưởng kinh tế, chính phủ Liên bang Đức mới đây cũng đã chính thức hạ mức dự báo tăng trưởng của nước này trong năm 2017 từ 1,8% đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái xuống còn 1,5%. Chính phủ Đức cho rằng bất chấp mức dự báo giảm về tăng trưởng trong năm tới, thị trường lao động nước này vẫn khởi sắc với 43,9 triệu việc làm được tạo ra, tăng 350.000 việc làm. Tuy nhiên, trong bối cảnh từng bước hội nhập,
người nhập cư vào thị trường lao động. Số người thất nghiệp trong năm tới ở Đức sẽ tăng nhẹ. Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Sigmar Gabriel bày tỏ tin tưởng Đức có thể giải quyết thành công các thách thức phát sinh do vấn đề người tị nạn ở nước này. Theo ông, thu nhập của người lao động ở Đức trong năm nay sẽ tăng 2,6%. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng trong năm nay dự kiến tăng 0,5%. Dự báo mới nhất của chính phủ Liên bang Đức cũng cho biết, tăng trưởng kinh tế của Đức trong năm nay vẫn được giữ nguyên ở mức 1,7%. Những tin tức kinh tế thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kinh tế 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.